Mới té hồi nãy cái đùng kìa. Mới ẩm con té đó hả? Cũng nằm đây nè té. Hồi nãy nó bị té rồi nó bị sưng chỗ nào đâu? Cái đầu nè, nó không sao đâu nè, dơ. Đầu sưng chù chù vậy là không sao. Hôm qua hôm kia hai mẹ con ướt nhem luôn. Mưa chạy không kịp ướt. Hai mẹ con vô thay đồ. Kính thưa mọi người, chuyện là mình đi từ Đồng Nai về Thủ Đức á, mình vừa đi ngang cái tuyến đường Mộc Ca nè, mình thấy cái cô bé này đó ẵm một cái em bé rồi đứng cứ thấp thỏm á, thì mình có hỏi là đang đón xe hay sao, thì em này có cái vẻ mặt là cũng như là cái kiểu mà trả lời nó sao sao á mọi người. Thì mình có thấy em bé bồng trên tay mà mưa gió như vậy, để mình hỏi chút xíu coi cái trường hợp của hai mẹ con như thế nào. Hai mẹ con là hồi nãy anh hỏi là hai mẹ con là ở đâu mà bây giờ đón xe đi về Chợ Lớn? Đi bụi ngoài đường. Đi bụi ngoài đường hả? Rồi em bé mấy tháng rồi? Mới xuất viện hả? Là đẻ ở bệnh viện nào mà mới xuất viện? Tháng em bé bị bệnh rồi, bệnh viện Nhi Đồng á. Nhi Đồng hả? Ủa mà em xuất viện hay là em trốn viện vậy? Xuất viện hả? Nó còn cái giấy gì đây? Cái này làm bữa giờ chưa có tháo ra. Chưa tháo ra hả? Sao chân tay vậy em bé lạnh tanh vậy? Trắng bệt vậy? Con em hả? Hay là con ai? Con em á, mới đẻ mà. Con em hả? Trai hơn gái? Trai. Rồi sao mà bây giờ là đi bụi làm sao, nói cho anh nghe coi. Không có chỗ ở đi bụi. Không có chỗ ở. Đón xe buýt hả? Có tiền trả xe buýt không? Có. Có hả? Bây giờ nè, nói nè, em tên gì? Phúc hả? Bây giờ nén lại khoảng 10-15 phút anh hỏi thăm chút xíu rồi coi anh có giúp đỡ gì không nha. Đợi khoảng cho xe buýt qua khoảng 1-2 chuyến đi, rồi để coi anh sắp xếp anh có giúp gì được không nha. Như Phúc, năm nay Phúc bao nhiêu tuổi? 29. 29 hả? Ăn gì uống gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Trời ơi. Phải đồ đạc rồi ẩm em bé mà cù lơ cù lất vậy đó mọi người. Hỏi ra nó đi bụi. Bụi ấy, hỏi thêm nữa thì nó không có nhà. 29 tuổi rồi. Không biết là sanh ở đâu mà sao đi ra ngoài Biên Hòa đây, không biết. Sữa sùng như em bé rồi sao, em biết cách chăm sóc con em không? Có tiền mua sữa không anh? Có, người ta cho. Để anh gắn cái, cho anh gắn cái mít dễ nói chuyện nè. Chứ không có bú sữa mẹ hả? Sữa mẹ không có sữa hả? Không có đủ. Có nhưng không đủ. Rồi chồng em đâu? Cũng có, không có chồng. Là đi về Chợ Lớn là có bà con ở ngoài đó hay sao? Không có, đi về để dân giọng ngủ. Đi về để dân giọng ngủ hả? Em bé là đang ở bệnh viện nào mà em bé mới xuất viện được 2 bữa nay rồi. Xuất viện là ở bệnh viện ở ngoài Đồng Nai hả? Không, sanh ở Bến Lức á, bệnh viện rồi, nhưng mà nó bị nhiễm trùng đường ruột á, nên là nằm viện rồi mới xuất viện. Nằm viện rồi mới xuất viện nhưng mà hết 4 triệu mấy người ta cho. Bây giờ như thế này để sao đây mọi người? Bây giờ em không có chỗ ở hả? Không. Rồi ba má em có biết không? Ba má em ở dưới Bến Lức có biết không? Đâu có ba má đâu, ba má chết đâu rồi.
Bây giờ anh giúp cho em có cái chỗ ở được không? Ở đâu? Hả? Ở đâu á? Ở Thủ Đức nè, được không? Được. Được không? Sao nhìn nhìn cái gì hoài vậy? Xe bus. Ý là anh nói đừng có đi, để anh giúp cho cái chỗ ở. Chỗ ở đâu? Ở Thủ Đức nè, ở trong Sài Gòn nè. Ở phòng trọ hả? Ở phòng trọ được không? Được. Chứ mà bây giờ em ẩm em bé mà như vậy cù la cù lất, trời ơi coi kìa, mọi người thấy không? Mà em bé làm sao rồi, đâu đâu dở cái khăn ra coi. Em bé mới hết bệnh rồi. Có biết chăm sóc đâu mà chăm sóc em bé ở đây. Có đâu, cho nó bú thôi mà, mấy đứa con rồi. Mấy đứa rồi đó hả? Mới té hồi nãy cái đùng kìa. Mới ẩm con té đó hả? Cũng nằm đây nè, té. Thôi bây giờ đi với anh đi về Thủ Đức chịu không? Anh giúp đỡ cho chỗ ở. Đâu là mình đứng thử ở sau lưng coi, mình nhìn con bé này nó nhìn cái gì đi, không biết. Biết nó nhìn cái gì đây. Biết nó nhìn có cái gì đâu mà nó nhìn. Phúc, chịu đi về không? Đi. Đợi anh Phúc nha, đợi anh Phúc anh gọi điện cái nha. Đó mọi người, thì Phúc này là như mọi người cũng thấy là trả lời nói chuyện thì có như là kiểu mà mấy em này đi ngoài đường rồi đó, nên là trả lời vậy thì mình cũng không có buồn. Nhưng mà có cái là thấy bây giờ em bé nó mọi người thấy như vậy, nó ẵm em bé rồi nó cũng không biết cách chăm sóc rồi, nó vừa nói là em bé từ ở trên tay mà rớt xuống đất nữa. Cái này là mình mà chắc là phải đưa Phúc về muốn nhà trọ rồi kiểu là mình coi phụ em giùm coi em bé như thế nào đó. Ý là mình muốn là có cái thời gian dài để mà mình xem cái hoàn cảnh này như thế nào. Tội là tội cho em bé thôi, còn như Phúc ví dụ như mấy cái bạn này thì nó đại trà ở ngoài đường nhiều quá rồi, tội em bé. Em bé giờ nó đắc bệnh rồi mà nó thấy nó không được khỏe lắm. Cái gì vậy? Còn bây giờ mà mình để cho cái bạn này đi á thì đi rồi không biết gì chuyện gì xảy ra nữa. Để mình nhờ một vài người có thể là hỗ trợ giùm mình được hay không, không mấy là mình sẽ. Mà bây giờ nếu mà mình nhiều khi cái đầu óc bạn này cũng không biết thì sao, nhiều khi là bây giờ mình gọi taxi, cái taxi là đi trước đi sau á, hai xe đi trước đi sau, cái bây giờ kêu taxi chạy chỗ này chỗ kia cái cũng không bị mất dấu. Bây giờ để nhờ người kiếm cái chỗ. Phúc ơi, đi qua quán cà phê ngồi có cái máy ngồi để đây mưa, đi qua bên đó uống nước, kiếm cái gì trà ấm hay là cái nước cái gì ấm đi uống, rồi anh sẽ giúp cho em có cái chỗ ở nha. Đi qua ngay chỗ cái quán nước sát bên này em đi. Nó cái quán nước kìa, quán nước của cái chú đó kìa, rồi anh đem đồ, anh ghim đồ qua cho. Đi ngồi đây đi, rồi uống cái gì kêu chú đó làm cho. Chú lấy cà phê sữa đi chú. Cà phê sữa nóng đi nè, ngồi đây nè em. Ngồi đây nè. Ngồi đây đi rồi anh uống đi rồi anh lấy xe máy anh chạy lại đây. Ngồi đây nha. Cái chú bán cà phê ở đây hỏi giờ đi đâu vậy. Chú không có biết con bé này hả chú? Em ở đâu mà em lại em thôi để em chú em trả tiền cho. Để anh trả tiền cho Phúc. Hai mẹ con đó là chỗ băng đá nãy lâu chưa anh? Không để ý hả? Uống đi em.
Không, ý là em gặp em đi cũng là người đi đường nè, rồi em gặp hai mẹ con. Thấy có kiểu là con bé này nó không biết chăm sóc em bé đó, mình thấy tội. Để coi có giúp giùm nó, là đi, nó là không nhà cửa đó, đi bụi đó. Không để anh trả tiền nước cho trả rồi hả? À, anh chạy về Thủ Đức ở đi. Đợi xe đang xuống á. Xe gì vậy? Ô tô. Chở hai mẹ con chứ anh chở này đùm đề rồi mưa gió tội em bé. Hả? Có bạn em xuống rước nó. Có cái mấy cái nhà ở bên Thủ Đức đó. Cho nó xuống nó ở tạm đó, chứ nó giờ đâu có nhà cửa đâu. Hả? Không thấy ha. Là em có bầu xong rồi em sanh ở ngoài bệnh viện Đồng Nai hả? À, lúc trước em ở Mái Ấm Mai Tiến á, lúc có bầu á. Mái Ấm Mai Tiến ở Đồng Nai. Đường Nguyễn Ái Quốc á. Mà không ở nữa bỏ đi á. Là em không có ba mẹ. Không có. Mong mong ở Mái Ấm rồi không có thích ở nữa rồi bỏ đi. Bỏ đi rồi ra ngoài rồi quen cái này cái kia. Con em có mấy đứa con rồi? Ba đứa. Ba đứa rồi mấy đứa đó đâu rồi? Ở với bà nội. Hả? Ở với bà nội. Ủa, ở với bà nội hả? À. Hồi nãy nó bị té là nó bị sưng chỗ nào đâu? Cái đầu nè, nó không sao đâu nè, dơ. Đầu sưng chù chù vậy là không sao. Hả? Nó ẵm em bé nó bị rớt xuống đất kìa. Mông mông. Anh chạy về Thủ Đức ở đi. Đợi xe đang xuống á, xe đang xuống rồi anh chở cho đi. Ừ. Rồi mấy ngày qua là hai mẹ con là ở ngoài đường là bao lâu rồi? Mới ở ngoài đường em bé mới xuất viện 2-3 bữa à. Mới nằm bệnh viện á. Ở bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Xuất viện được 2 bữa hay là 20 bữa? 2-3 bữa rồi, nay nó mới có 10. Nó mới có 1 tháng mấy ngày à. Nó đang bị vấn đề gì vậy? Bị nhiễm trùng đường ruột á. Em bữa không có sữa á. Không có đủ sữa, em mua sữa tươi gì người ta cho sữa tươi uống á. Đang uống sữa gì đây? Sữa của em là đang uống sữa gì? Em pha sữa hộp á. À, sữa hộp hả? Có đem theo bình thủy nữa. Cũng biết chứ, hỏi cũng biết trả lời rồi chứ. Anh tên là Sinh. Kêu anh Sinh. Ừ. Anh có một cái kênh YouTube á là quay mấy cái hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Nên là đừng có ngại, đúng không? Anh ví dụ trong khả năng anh có giúp gì được thì anh giúp. Đừng có cho em uống mấy cái sữa tươi nha, đau bụng á. Có uống sữa pha mà. Rồi nước ấm ở đâu mà pha? Đi xin người ta, đi vô mấy nhà xin người ta một ấm vậy đó. Hết thì mình xin.
anh chị á sao họ cũng tò mò, mọi người như cái chị áo đỏ đó chị cũng tò mò, chị cũng hỏi mong có thể là mẹ bạn này nói đúng sự thật, là có nghĩa là bạn ở đâu mà tới đây á, chứ ở đây là họ biết là họ nói với mình nghe liền à. Mấy ngày qua không có tiền mướn nhà trọ hay sao? Hôm bữa không có tiền người ta cho quá trời luôn, nhưng mà có hai mẹ con rồi người ta không có cho mướn. Là em bé bị bệnh á, nằm bệnh viện hết mười mấy ngày rồi, nên đâu có mướn nhà trọ đâu. Người ta cho là cho được bao nhiêu mà quá trời? Thì người cho 200, 300, 400, 500 thì cũng được mấy triệu gì đó. Mấy triệu hả? 4, 5 triệu gì đó. Ê, mua đồ rồi đó. Mà người ta thấy em bé người ta không có dám cho. Không có dám cho mướn phòng. Sao không đi mướn nhà trọ đó không? Mướn nhà trọ đó người ta không có dám cho, người ta nói có em bé nhỏ quá người ta không dám cho mướn. Xong rồi em bé cứ bị bệnh hoài nên nằm viện. Sao không có biết anh là ai mà đi theo anh? Hả? À, lúc trước em cũng coi mấy cái kênh này hoài à. Có coi hả? Nên là không có sợ phải không? Có ai ghi hình em giống anh không? Không có hả? Có coi mấy kênh từ thiện rồi đó hả? Ngoài đời rồi đó hả? Xã hội em hả? Hay coi kênh của Quốc Chiến Channel á. À. Nên em biết á. Sao không liên hệ mấy ảnh đây, mấy ảnh giúp cho? À, bởi em có nhắn tin là lúc em có bầu em có tiền đẻ á. Cái em có nói mà ảnh mà nhắn, em không có nick Facebook á. Mà nhắn nhiều nick quá anh trả lời, cái ảnh nói là anh không giúp được gì. Là ba của đứa bé là em biết đúng không? Không. Không biết ai đâu. Không biết ai luôn hả? Không nữa không? Ý là quen nhiều người quá không biết ai luôn hả? Không nhớ. Trời ơi, đã không quen nhiều người quá giờ không biết ba đứa bé là ai luôn, không nhớ luôn. Ôi. Ôi ôi. Nè nè anh nói thật đó Phúc, là em, anh biết là em, em thương em bé tại con em mà, nhưng mà em có biết là ví dụ như bây giờ á, em đi ngoài đường như vậy nó nguy hiểm, tối là hai mẹ con rồi em bé nó mới sanh nữa, rồi mưa gió rồi thời tiết rồi các thứ, em không sợ hả? Không, qua hôm kia hai mẹ con ướt nhem luôn. Mẹ con ướt mưa nhem luôn. Mưa chạy không kịp ướt hai mẹ con vô thay đồ. Mình hỏi không? Bạn này bạn trả lời một cách rất là hồn nhiên và cũng như là hạnh phúc rồi. Thấy nói chung là cũng thương, thấy thương em bé nhưng mà phải tính cái đường xa chút xíu. Nó vui mà. Chị này chị cũng có con nhỏ hay sao đó, cái chị ra chị tặng. Chị ra chị tặng quần áo với lại cái mũ len cho chị coi giùm em, hồi nãy gớt trúng cái đầu em bé nè, chị coi nó có cái gì không, chị giùm em coi, hồi nãy gớt ở đây hả? Cái này là bữa bị nằm viện á, nó bị chóc da đầu á. Hồi nãy là mới gớt hay là hôm qua? Hồi nãy không sao á, cái này là mới nó bị nhiễm trùng da. Nè quên đó, anh hỏi nè Phúc, là con em có cần vô viện lại không? Vô nhi đồng lại không? Không, mới xuất viện rồi. À. Đi ở cái da đèn thui luôn á chị, thấy không? Em đi nhà bé đôi vớ vào. Đôi vớ không? Đúng rồi. Đây là trong đầy thế này. Đây đây em để.
có dầu không? Có dầu cho em, có dầu cho em không? Dầu ra bên đó. Bên đâu? Bên đỉnh tay mua. Anh mua giùm em trả tiền lại cho ha. Anh mua giùm đi, tại vì em đang cầm cái máy quay á. Em cũng là người đi đường em thấy. Mà nhưng tại vì em có quen mấy cái chỗ mà nhà trọ mà để cho cháu, không nhà trọ à, chứ không phải là mấy cái trung tâm. Giờ trước mắt là mướn nhà trọ cho hai mẹ con ở đỡ. Ờ. Vậy đó. Có mẹ không? Nãy em thấy em cũng giật mình luôn á. Hai mẹ con đứng ở ngoài mưa. Nó nhoi à. Ôm nó vào, nó có một tháng đừng có dựng ngược nó lên thế. Em lên thằng ơi, thằng nào không? Trời ơi, đế cái gì mà kỳ cục vậy? Đã nắm mấy rồi, tôi bắn thằng nó tế nó không có dựng mình rồi. Không biết chăm sóc. Ủa bên kia có bác sĩ khoa nhi á hả? Không có bán dầu. Khoa cho nó ấm chứ thời tiết này người lớn còn bệnh mà. Nghỉ rồi, chủ nhật người ta nghỉ. Em bé mới xuất viện rồi nè, con giấy nè. Chứ tại không có lấy cái này ra được. Tên gì vậy? Em tự đặt luôn á. Lê Anh Kiệt hả? Em tự đặt luôn hả? Ủa ngày 17 tháng 10 này là à, hôm bữa em nhớ lộn á. Nó sinh ngày 14 tháng 10. À, cho ấm rồi á. Cái gì? Dầu á. Cho ấm rồi á. Nó sinh ngày mấy? Ngày 14 tháng 10, có giấy chứng sinh nè. Ủa vậy là chưa được hôm mấy, hơn nửa tháng mà. Mới có nửa tháng mà. Hơn một tháng rồi. À rồi, hơn một tháng, đúng rồi, hơn một tháng. Nay ngày 10. Nay tháng 11 rồi. Tháng 11 rồi. Nhầm, anh tưởng. Kiểu đây là cái trường hợp mà lần đầu tiên mình gặp mà ở ngoài đường rồi, kiểu mà không biết chăm sóc rồi mọi người, mình cảm thấy mình cũng lúng túng theo luôn á. Mọi người thấy cái chị này, chị quan tâm tới hai mẹ con của Phúc mà. Chị cũng có con nhỏ nên là chị biết cái cách để mà dụ như trước mắt là giữ ấm rồi nè. Có cái thời tiết lạnh như vậy, giữ ấm cho em bé, mang tất phớ rồi chị tặng quần áo. Chưa mặc cái áo luôn, tặng luôn đó. Tặng cho hai má con. Em xin phép là giờ em đưa hai mẹ con lên trên cho bao nhiêu tiền nhỉ, biết không? Được chưa? Mua sữa mua đồ cho bé. Cho bao nhiêu tiền vậy, biết không? 500 hả? À, biết. Rất cẩn thận á.
hết nhà, không có gì hết, chỉ có như đó thôi. Có cảm ơn chị chưa? Cảm ơn. Gọi xe chị tới. Dạ đang xuống đó chị. Rồi xong rồi tụi em đưa con bé này mướn nhà trọ trước mắt, trước mướn nhà trọ ở gần bệnh viện ung bú á, ung bú cơ sở 1 á, ở trên Bình Thạnh. Tại ở trên đó em cũng quen một vài chị mà họ đưa con họ đi lên điều trị rồi đó, thì có gì họ tới lui để mà họ chăm sóc cho con bé này. Chủ yếu là em bé cho nó cứng cáp, chứ con bé này nó không biết chăm sóc con nó đâu. Lên mướn nhà trọ. Quê em ở đâu? Không có. Hả? Không có. Không có gì? Không có, hồi nhỏ giờ không có quê. Quê con sợ thì đang ở đâu? Ở nhà với cậu mở, cho mày làm cho cậu mở, cho mở đi, ở ngoài đường tới giờ luôn. Ở nhà là ở đâu? Ở Tân Bình á. Rồi đó bán phụ cậu mở ở Tân Bình á. Đó mọi người, đồ đạc thì xong xuôi rồi nè. Bây giờ thì đưa Phúc về nhà trọ ở trên bệnh viện ung bú cơ sở 1. Lên đi em, anh chạy sao? Bên cạnh của nhà trọ có mấy chị đồ tới lui rồi chăm sóc cho em bé đó phụ. Bây giờ cô Phúc phải chạy theo để mà lên trên đó để mà thưa chuyện với lại bên mấy chị Bình rồi gửi gắm Phúc nữa, với dặn dò chút coi điều. Rồi cảm ơn anh bán cà phê nha, cảm ơn chị đẹp nha. Dạ, mua may bán đắt nha, thôi em đi à. Dạ chị, hai cái này đó chị. Nhiêu đây đó, bao nhiêu đây? Dạ, nhờ hai chị. Không phải, có hai cái này à. Nhờ mấy mẹ ở trong nhà nhỏ đó, nhà lưu trú đó, đi tìm nhà trọ giùm, rồi mấy mẹ ginh phụ đồ giùm đó mọi người. Đi em, đi theo anh. Đó, hai mẹ con Phúc. Rồi. Cảm ơn ảnh cái đi rồi mình đi. Anh đó đó. Rồi đi. Ở đây mà còn nghe tiếng nhạc ở bên kia ở phòng đó. Tạm thời thì cho hai mẹ con nghỉ ngơi ở đây nha. Rồi sau đó đó là anh sẽ tìm cái chỗ nhà luôn, hoặc là những cái phòng trọ mà cho bà con như ở ngoài đó. Chứ ở đây thì hai mẹ con ở không có tiện ở đây nhiều. Chị có phòng đó chị. Có ăn gì chưa? Có gì ăn tiêu chú sực? Dạ chưa. Vậy chưa thôi, để lấy cơm qua. Nè anh nói nè. Ủa em tên gì anh cũng quên rồi. Em tên Thêm. Hả? Thêm em. Thêm, còn chị? Dung. Chị Dung. Là hai chị này đó, là cũng ở tỉnh. Hai chị này là đưa con lên trên đây mà trị bệnh. Cũng giống em, giống trường hợp của em với lại em bé nè ha. Nên là đừng có ngại. Hai chị này là ở ngay chỗ gần cái chiếc xe hơi nãy đó. Thì có gì hai chị tới lui. Rồi có xài điện thoại không chứ sao? Hình như con bé này có nhưng mà có, nó hết máy hết pin. Cho xin số điện thoại có gì điện. Có cặn gì thì điện đem qua. Đúng rồi. Đó. Đừng có ngại nha. Nó mấy chị này cũng như là trường hợp giống em thôi. Ủa nhiều khi là em nhỏ tuổi hơn Phúc nè, Phúc 29 rồi đó. Dạ em nhỏ, em mới 26 rồi. Rồi để em bé ra đi cho nghỉ ngơi. Rồi nãy thấy hai mẹ con á, ở ngoài mưa mà nó ngồi ngoài mưa vậy đó. Rồi em bé té lên té xuống nữa. Đó, gì đó. Bà yếu chân nó vậy. Tạm thời ở đây ít bữa đi, rồi tính tiếp. Để chút anh hỏi cái chị chủ nhà trọ.
Có tả, em có tả cho bé không? Một chút đi ra đầu hẻm mua. Mình nên bán sao ở đây sao được trời. Không có đồ em bé hả chị? Ở đâu lên vậy chúng ta? Anh gặp ở ngoài đường á. Anh gặp ở ngoài đường, hai mẹ con ở ngoài đường á. Có bệnh không? Bé có bệnh không? Không. Bệnh khọt hè ở trong nhi đồng mới ra, mới cho xuất viện. Kiểu này mình lên bá đây sao bả làm được? Bởi vì không biết làm sao luôn. Ở nhà bển nhỏ nữa sao nhà rồi? Nhỏ, đúng rồi, thì ở đây mới bà ở đây mới được. Nè, Phúc, hiện tại là bây giờ em cần mua cái gì không? Anh gửi tiền cho em thêm nó chút, thêm nó đi mua giùm luôn, em khỏi đi mua. Một cái mùng. Một cái mùng. Không có mũi đâu. Ở đây không có mũi. Hay là mua mùng chụp cho em bé thôi. Mùng vậy hả? Mùng nước máy nè nè. Là có nghĩa là ở đây không có mùng, nhưng mà mình kỹ á là để thêm nó mua giùm cái mùng em bé chụp vô. Hay là không em muốn mũi. Không có mũi đâu. Không có mũi. Dạ. Còn hay là em muốn mua mùng lớn? Ở đây có bán không thêm? Dạ có. Có nha. Có mụn nước máy nữa. Ừ. Như mua tả, tả có biết sai không? Tả này tả em bé một tháng. Ủa mua sữa, bữa đó sữa mẹ Tường mà đem về bỏ dưới luôn hả ta? Sữa gì? Nó uống sữa gì? Ừ, dễ thương nè. Có giấy tả giấy đã ướt chưa? Sữa này còn nhiều quá. Nhiều ha. Thôi để có khi nào ai mạnh được cho sữa. Nó uống sữa này sữa kia được không? Có tiền nữa nè. Trời, bỏ tiền vô trong sữa nữa. Đừng bỏ tiền vô sữa nha. Cho sánh sôi. Có nước sôi chưa? Thêm. Anh gửi em 500 ngàn nha. Dạ. Em mua cái mùng giùm cho hai mẹ con. Với dạ, thí dụ như hai mẹ con có cần gì em mua giùm anh cái nha. Giấy khăn giấy ướt cho nó khô khô vậy không? Hết khăn giấy ướt là mất. Chợ luôn. Đây cho đi. Để bên phòng tôi mới mua hai cái thao, tôi lấy qua cho em bé tắm đi. Em bé nghe mùi luôn á. Ừ. Kiểu này đi lau mình chứ sao tắm được. Thì ý lau mình đó. Hôm qua giờ chưa tắm. Bên nhà cũng có 2 em bé rồi, để chú cầm qua cho. Vàng hôm qua mới mua. Có tiền mua vàng nữa hả? Không, tại thấy em bé rồi. Rồi hả? Nên là mua cái này cho em bé. Rồi vàng nữa nè, vàng thiệt đó nha. Nè anh gửi 500 nè. Em ví dụ như em có mua con, hai mẹ con có cần gì em mua giùm anh. Dạ. Ha, 500. Trước mắt chắc là mua mùng giùm ha. Dạ. Đi về anh để lại khóc nè, nấu nước sôi đi. Em cảm ơn thêm nha, cảm ơn dạ. Chị vì ở đây đi ngang hơi, có gì đóng cửa lại, khi nào kêu không mở cửa ra nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn nhiều luôn nha. Cái gì? Dạ chị đẹp, cho em hỏi là một ngày là mình trả theo nha. Trả theo ngày hả? Tính mỗi tháng hả? Không, tính ý là em hỏi thôi mà. Bây giờ em ví dụ á, em nói ví dụ nha chị, là em gửi cho chị trước 5-7 ngày mà ví dụ như con bé này nó nhập viện được thì trả tiền lại phải không? Dư tiền thì trả lại. Đúng rồi, ví dụ nó ở 2-3 ngày thì còn bao nhiêu là trả lại ha. Dạ. Thì trước mắt á là để em gửi cho chị 5 ngày trước đi nha. Em mình gửi đã đưa ngày rồi. Là chị đó đưa hả? Nãy đặt 100 rồi đó. À, thôi vậy em đưa chị thêm 5 ngày nữa là 6 ngày nha. Đó. Rồi có gì thì hết 6 ngày thì em sẽ trả tiếp cho chị nha. Okay. Dạ. Còn không còn ở không hết thì trả lại. Dạ. Đúng. Cảm rồi. Ơn chị nhiều nha. Ừ. Có hai mẹ con, là có gì chị coi ngó giùm em luôn nha. Dạ. Cảm ơn chị nha. Có hai mẹ con rồi hả? Dạ. Anh nó thì đi làm ở Tân Bình á, không có ấy được, không có phụ được. Rồi ông xã nào? Ông xã chia tay rồi. Ừ. Rồi em cảm ơn chị nha. Ủa bữa nay dạ. Không có, mấy ấm không có cho hả? Mấy ấm không có cho hả? Không, ở bên đó chật quá.
Dạ. Đông quá. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Có cái chỗ ở tạm thời gì có vui không? Có. Có hả? Thiệt không? Ừ. Con rồi. Hai mẹ con lang thang ngoài đường. Mấy buổi trước hai mẹ con lang thang ngoài đường đi kiếm phòng người ta không cho mướn. Rồi từ nãy là anh em mình nói chuyện với nhau với lại giao tiếp với nhau em còn ngại ngùng gì không? Hay có sợ gì anh không? Không hả? Nhưng mà biết anh làm YouTube thì có một phần là mình cũng không có sợ gì đúng không? Bây giờ anh nói nè, như thế này nha Phúc. Nè, nhìn anh nè. Cái chỗ trọ này đó là dành cho những cô chú mà họ điều trị bệnh rồi đó, tới lui ở dưới tỉnh rồi lên. Thì cái chỗ này thì theo anh nghĩ á, nó không có phù hợp với lại hai mẹ con. Thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ tìm nhà trọ ha, tìm nhà trọ cho hai mẹ con ở nó thoải mái hơn. Nhưng mà trước mắt ở đây ít bữa, nó cũng đỡ hơn việc mà hai mẹ con ở ngoài đường. Em có cần cái gì đó thì mấy chị hồi nãy đó thì sẽ giúp cho em nha. Em biết cái chỗ mà hồi nãy mấy chị ở đó đúng không? Nó chứ lại cứ mấy chị đó sẽ tới lui để mà lo cho hai mẹ con nha. Có thiếu cái gì á thì nói với lại hai chị đó mua nha. Ồ chị. Em mới vừa nói là em mới vừa nói là có cần cái gì á là mấy chị qua lo. Nè, qua. Đó, tao mấy chị. Chị có xà bông tắm rồi luôn chị chưa? Ai cũng quan tâm hết. Xà bông tắm thôi em đi mua luôn. Không có nè, là khăn với bông tắm cho bé. Trời ơi. Cái này là đồ sẵn từ có từ nha. Từ từ trời nóng luôn nha. Chán bình đi. Thôi. Nóng quá uống vô khổng miệng em bé sao? Chế bớt nước nước chứ. Có mấy bình sữa đó vậy, có một bình đó hả? Hai bình chưa rửa nữa. Rửa nãy luôn kìa, em thấy bình nằm dưới kìa. Thuốc em bé khò khè mua thuốc sẵn. Hay vậy đi mua đồ nè. Cái siêu thị để đóng cửa mẹ nè. Mua sữa tắm em bé không? Ừ. Cái vấn đề mà tại sao mà cô Phúc lại đưa mẹ con Phúc về đây mà tại sao không mướn nhà trọ mọi người, hoặc là một cái chỗ nào đó, tại vì được cái sự quan tâm giúp đỡ từ những phụ huynh ở đây đó, thì mấy chị ở đây thì ngoài cái việc mà đưa con vô bệnh viện để mà quá trị hoặc là cái thời gian trong bệnh viện đó, thì thời gian nhiều thì ở ngoài đây cũng có thời gian, nên là họ cứ phân công ra họ giúp đỡ những cái trường hợp như ví dụ như cụ Phúc này. Có gì không biết là hỏi mấy chị nha. Biết là như nó được sửa đủ chưa? Như. Nhiều được chưa? Là mấy muỗng? Một muỗng. Mấy muỗng cũng được. Ba bốn muỗng gì? Mình phải biết chứ. Pha ba bốn muỗng gì á. Bốn muỗng. Chúc em trả lại chuyện 100.000 nãy chị đặt cọc phải không? Chúc em trả lại. Nãy coi chị chủ nhà mới nói. Ồ, em bé mới còn tháng mấy giờ không biết là mấy muỗng sữa nữa. Không lấy được. Đó, mọi người góp ý giùm em, mọi người góp ý giùm em là mấy tháng là theo mình nghĩ là tầm cũng khoảng 3-4 muỗng gì đó theo mình nghĩ. Khóc. 120 là 4 muỗng đúng rồi. Nó 120 á. Thêm muỗng nữa hả? Hồi nãy 4 muỗng rồi. Có miệng đi. Kỹ nghe coi chừng bị phỏng lưỡi em á nha. Từ
Từng đó rồi. Đói. Nó mới bú nửa bình luôn á. Nó bú ghê lắm. Mới bú cách đây khoảng 1 tiếng. Dạ. Rồi nó mới bú thêm sữa em nữa. Mình hình như là đó. Ở phòng trọ này không có nước ấm đúng không chị? Chắc có. Mình phải mua, mình phải mua. Nè mông mi. Chị con bé có tắm không? Mình không thì lấy con thì được nhé. Làm người tắm nha. Rồi để anh nói tiếp nha, rồi để anh về ha. Nè, anh nói nè nha. Cái này là anh thật tình với lại mấy chị này á, thật tình muốn giúp cho hai mẹ con. Trước mắt là anh sắp xếp về cái chỗ ở nha. Rồi làm gì làm, đừng có bỏ đi nha. Làm gì làm đừng có bỏ đi. Cái số điện thoại của anh chút xíu nữa anh sẽ viết cái tờ giấy anh đưa cho em, tại máy em hết pin phải không? Làm gì làm đừng có bỏ đi nha. Tội em bé. Đó. Rồi mấy chị thì phân công ra có gì mấy chị sẽ giúp em trong cái khoảng thời gian gần đây thôi nha. Rồi sắp đó mình tính tiếp. Về cái tiền nông đó em cũng đừng có lo. Thì Mạnh Thường Quân trên kênh của anh á, họ có gửi những cái khoản tiền trước á đó, thì họ dặn gặp những cái trường hợp khó khăn thì trích ra. Ví dụ như trường hợp của em cũng vậy. Trường hợp của em nãy anh cũng có nói rồi, anh gặp mấy em á ở ngoài đường rất là nhiều, nhưng mà anh tội là tội em bé ha. Rồi để anh đọc nha. Đây là anh trích ra của chú Sang ở Mỹ là 1 triệu nè. Thứ hai là Lâm Ngọc Nhi ở Đức là 1 triệu nè. Thứ ba là anh Bao Tuyên ở Cali Mỹ là 1 triệu nè. Thì tổng cộng là 3 triệu. Khi nãy anh đưa cho mẹ của Đại là 500 ngàn. Rồi một chút xíu nữa anh gửi lại cho mẹ của Gia Bảo là 100 ngàn. Cái tiền đặt cọc nhà trọ đó là 600 ngàn. Thì còn lại là 2 triệu tư là anh gửi cho em. Anh tặng cho em đó. Với cái khoản tiền này để em mua sữa tã hay là những cái đồ cần thiết cho em bé, cho hai mẹ con ở đây nha. Đó, anh đưa cho em. Ví dụ như em di chuyển không được đó, thì em có thể là gửi cho mấy mẹ để mấy mẹ đi mua đồ giùm nha. Nè, anh gửi cho em 2 triệu tư nè. Tặng cho em đó nha. Tặng cho em 2 triệu tư nha. Có mừng không? Có vui không? Không có. Thiệt không? Nói thiệt đi. Mấy bữa có kiếm chỗ hả? Không có. Giờ không có. Cũng mừng. Với lại em cũng cảm ơn mấy chị nhiều nha. Thôi Google Food xin phép được kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Để cho hai mẹ con nghỉ ngơi nè. Rồi có gì ngày mai thì mình sẽ quay lại để mình gặp hai mẹ con để xem tình hình coi có ổn hay không. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ là tiền bạc là có gì thì gửi cho mấy mẹ để mà mua sữa tã đồ các thứ nha.